Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng thứ bảy vui vẻ. Vâng, giới thiệu cho các bạn, đây là chiếc xe Custer, chiếc xe điện các bạn. Đây là chiếc xe của hãng Datby. Vâng, như các bạn đã biết thì trong 1-2 tuần qua, Datby đã tung ra một series xe điện các bạn. Đó là Datby Quantum Series. Series thì bao gồm có 3 phân khúc S1, S2 và S3. Thì ở video lần trước tôi đã review và giới thiệu cho các bạn chiếc S1 rồi. Đó, còn hôm nay đây là chiếc S3 các bạn. Vâng, chiếc S3. Thì chiếc S3 này có gì nổi bật? Đầu tiên là về giá cả các bạn. Vâng, giá của chiếc S3 này thì chỉ có 34.900.000 đồng thôi. Vâng, quá mềm mại trong phân khúc các bạn. Trọng lượng nhẹ, yên thấp hơn 3 cm. Đó, rất là thoải mái khi mà mình vận hành. Vâng, điểm mạnh của chiếc S3 này là trong một lần sạc các bạn có thể đi đến quãng đường là 200 km các bạn. Nếu như các bạn nâng cấp lên cái bộ sạc cao cấp hơn 1800W đó thì các bạn chỉ cần sạc trong vòng 2 tiếng rưỡi thôi đó là đầy pin các bạn. Vâng, chiếc Quantum S3 này có một tính năng rất là hay, đó chính là hỗ trợ dắt xe khi mà mình cần. Thì mình chỉ cần bóp thắng và nhấp nút chức năng 2 lần là sau đó mình có thể dắt xe về phía sau và nhấp 2 lần và bấm đi tới. Rất là hay luôn, hỗ trợ cho các bạn nữ khi mà mình cần dắt xe trên những cái đoạn đường hơi dốc một chút. Vâng, đó là chức năng dắt xe các bạn. Và khả năng leo dốc và dừng xe trên dốc các bạn. Khi các bạn dừng xe ở nhà để xe, hầm chung cư hoặc leo dốc mà dừng giữa dốc đó thì có chức năng hỗ trợ leo dốc, nó sẽ tăng lực mạnh hơn để mà mình leo dốc hoặc là khóa động cơ đứng lại, không cho xe bị tụt lùi. Về mốt lái thì mình sẽ có hai mốt, mốt D đó là mốt Ride bình thường và mốt thứ hai là mốt S, mốt Super Mode, mạnh mẽ hơn, thốc ga đi phê hơn các bạn. Hai mốt lái các bạn ha. Đó, và tốc độ tối đa của chiếc S3 này lên đến 90 km/h các bạn. Chiếc xe Quantum S3 này có tất cả là 5 màu các bạn. Và đây là chiếc màu xanh. Ngoài ra các bạn sẽ có màu đen, màu trắng, màu xám và màu cam truyền thống của Datby. Tiếp theo là chiếc S3 này được trang bị chức năng Cruise Control. Tức là khi các bạn chạy trên một cung đường 50 km/h thì các bạn chỉ việc gài 50 và nó sẽ duy trì tốc độ ga đó các bạn, để không có bị vượt tốc độ bạn ha. Và tay phải của mình có thể rảnh tay, mình buông ga, Cruise Control đó, cho xe mình chạy với tốc độ đều theo mong muốn các bạn. Đó, xe được trang bị một cái cốp rất là lớn. Đây. Vâng, một cái cốp siêu to khổng lồ, dung tích lên đến 44 lít các bạn. 44 lít các bạn ha. Thì bên trong đây là 41 lít và hai cái cốp ở phía trước này mỗi bên 1 lít rưỡi nữa. Là 44 lít. Vâng, khi các bạn mua chiếc S3 này thì các bạn sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km các bạn. Tuổi thọ của pin của chiếc xe này lên đến 20 năm các bạn. Đó, các bạn chỉ cần bỏ ra thêm 2,5 triệu để mua một cái gói bảo dưỡng, bảo trì pin, bảo hành pin trong vòng 10 năm. Vâng, chỉ có giá 2,5 triệu thôi. Đó, đi chiếc xe điện này thì cái tiền sạc điện á chỉ bằng 1/10 so với xe xăng các bạn. Vâng, 1/10. Tức là nếu như các bạn mỗi tháng đi làm hết 1 triệu đồng tiền xăng thì với chiếc xe điện S3 này các bạn chỉ cần sạc tốn 100.000 tiền điện thôi các bạn. Vâng, chi phí giảm được 1/10 so với xe xăng các bạn ha. Đó, khả năng tăng tốc thì vượt trội. Vâng, mời các bạn xem một số hình ảnh tôi chạy thử xe các bạn. Vâng, cảm giác rất là thú vị, phấn khích khi mà mình chạy một cái xe mới long lanh đó và là xe điện
một cái công nghệ xanh, đó, một cái gọi rằng là chiếc xe của tương lai các bạn ha, rất là êm luôn. Mặc dù là khi mình tăng tốc mạnh ấy, mình vẫn nghe tiếng hú của xe, tiếng hú của motor ấy. Đó, rất là đã, yên rộng, ngồi thoải mái, tư thế ngồi thì rất là hợp lý các bạn. Datsun Quantum S3 thật sự là một lựa chọn tuyệt vời cho các bạn nào còn đang phân vân khi mà muốn chuyển từ xe xăng qua xe điện các bạn. Vâng, giá thật sự là ngọt ngào, êm ái. Đó, với chiếc xe này đó, thì các bạn phù hợp cho cả nam lẫn nữ à. Xe có giá thành hợp lý, chỉ từ 34,9 triệu, hiệu năng tốt và nhiều tính năng tiện ích, nhỏ gọn, vận hành thì linh hoạt và nhẹ nhàng, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Đây thực sự là một chiếc xe đáng mua các bạn. Xe ngon, giá ngọt. Các bạn còn chần chừ gì nữa mà không đến các store của Datsun cho toàn quốc để sở hữu, để đặt hàng cho mình một con S3 các bạn. Vâng, hiện tại thì Datsun đang có chính sách trả góp. Vâng, để sở hữu chiếc xe S3 này thì các bạn chỉ cần mỗi tháng chỉ có 1,1 triệu thôi các bạn.